Bàn tay kỳ diệu của Sachi, của tác giả Tabata Seiji, Nobe Akiko và Shizawa Sayoko, bác sĩ Phạm Nguyên Quý đã dịch và công ty cổ phần sách và truyền thông Quảng Văn xuất bản. Mình đã đọc quyển này lần đầu tiên cho con gái nghe lúc con chỉ mới hơn 3 tuổi và mình đã thật bất ngờ khi con gái đã khóc vì thương cô bé Sachi. Từ đó đến nay, con đã nhiều lần được nghe và tự đọc và con vẫn nguyên vẹn một cảm xúc rưng rưng vì thương bạn. Con đã định tự đọc quyển sách này để giới thiệu đến các bạn, nhưng vì truyện khá dài, không thể hoàn thành trong 5 phút, nên mẹ xin dành tặng bài đọc này cho con và các bạn cùng nghe. Hôm nay, Sachi rất muốn làm mẹ để nấu cơm cho mọi người, để cho em bé uống sữa. Thực ra đó chỉ là làm mẹ trong trò chơi đồ hàng ở trường mẫu giáo thôi. Sáng nay mẹ nói, Sachi, con sắp thành chị rồi đấy. Bụng mẹ đã tròn và rất to rồi, mẹ sẽ sớm sinh em bé thôi. Sachi xoa nhẹ và áp tai vào bụng mẹ. Em bé đang ở đây phải không mẹ? Sachi nhủ thầm, mình cũng sẽ làm mẹ. Ở tổ hoa cánh bướm của Sachi, trò chơi đồ hàng đang rất được ưa thích. Đấy, trong cái thùng to kia chẳng phải đang chất đầy những dụng cụ nấu nướng hay sao? Mà dạo này, cả thằng Akira nghịch ngợm cũng mê mẩn trò này. Nó bảo, hôm nay bố sẽ làm cho các con những món ngon đặc biệt, rồi tham gia rất nhiệt tình. Nhưng Imiyo hoặc Mari bao giờ cũng được làm mẹ vì cao hơn. Còn Sachi thì chỉ được làm em bé hoặc làm em gái nhỏ thôi. Sachi muốn được mặc váy dài, đeo tạp dề để làm mẹ. Làm mẹ một lần thôi cũng được. Kìa, con không được làm đổ cơm. Sachi muốn được nói những câu như vậy. Vì thế, sáng nay khi cô Keiko hỏi, hôm nay ai muốn làm mẹ nào? Sachi đã vội vã đứng lên nói, em làm. Sachi chạy ngay đến thùng đồ hàng, kéo nhanh chiếc tạp dề ra. Mari thấy vậy cũng nói vội, em chứ, em làm mẹ chứ. Không, hôm nay là em cũng muốn làm mẹ mà, Sachi nói. Mari tức giận, mặt đỏ bừng lên và quát lớn, Sachi không thể làm mẹ, mẹ mà không có tay thì lạ lắm. Yuki và Naoko ở xung quanh cũng đồng thanh, đúng rồi, lạ lắm. Nếu vậy tớ cũng không làm bố nữa, Akira bảo. Tớ cũng làm mẹ được chứ. Sachi vừa la lớn, vừa nắm khư khư tạp dề, vừa sát vào Mari. Mari cũng không chịu nhường, nắm lấy tóc Sachi rồi giật mạnh. Cô Keiko hoảng quá, vội xen vào ngăn. Sachi quẳng luôn cái tạp dề vào người Mari và cứ thế lao ra khỏi phòng mà không thèm đổi cả giày. Sachi cũng bỏ luôn cả cặp và mũ mà em rất thích lại nữa. Ghét tất cả mọi người, mình ghét tất cả. Sachi vừa thét lên trong đầu, vừa chạy đi rất nhanh. Xe ô tô có bấm còi inh ỏi, chị đi xe đạp có suýt bị ngã trên đường. Sachi cũng không thèm để ý. Sachi, sao vậy con? Câu hỏi của bà bán bánh mì bên đường cũng chẳng thể lọt vào tai của Sachi nữa. Sachi mở cửa vào nhà mà chẳng thèm nói, con về rồi ạ, như mọi khi. Ủa, có chuyện gì vậy Sachi? Mẹ ngạc nhiên hỏi. Sachi vừa đứng vừa thở hổn hển, còn mắt thì long lên. Mẹ, tại sao tay con không giống với tay mọi người? Tại sao tay con không có ngón như tay mọi người? Tại sao là mẹ? Bàn tay các bạn có mấy ngón? Ngón cái, ngón trỏ, ngón giữa, ngón đeo nhẫn và rồi cả ngón út. Tay ra búa, ra kéo, ra bao. Tay làm bóng con cáo in trên tường và dùng để chơi dây nữa. Bàn tay phải luôn có 5 ngón. Nhưng bàn tay phải của Sachi lại chẳng có ngón nào. Một nỗi buồn tràn ngập trong lòng mẹ. Mẹ không biết nói gì, chỉ ghì chặt Sachi vào lòng. Lặng đi một lúc, mẹ nói bằng một giọng nhỏ nhưng nghiêm nghị. Sachi biết không, con đã từng là một sinh linh bé nhỏ,
rất rất nhỏ trong bụng mẹ đấy. Trong bụng mẹ, Sachi dần lớn lên, có tay, có chân, có trái tim và hình dạng của một con người. Nhưng khi ở trong bụng mẹ, Sachi đã bị thương và ngón tay của con đã không thể hình thành. Còn vì sao Sachi lại bị thương thì vẫn chưa ai hiểu được. Khi con lên cấp 1, ngón tay con có mọc lên như các bạn không mẹ? Sachi ngước lên chăm chăm nhìn mẹ và kỳ vọng. Mẹ dịu dàng ôm lấy Sachi, rất đau khổ nhưng vẫn nói thật. Tay của con dù lên cấp 1 thì vẫn như vậy thôi Sachi ạ. À. Nhưng Sachi đừng buồn, bởi đó là bàn tay quan trọng, rất quan trọng của con. Đó cũng là bàn tay dễ thương của Sachi mà mẹ rất yêu đấy. Nước mắt long lanh tràn ra khỏi đôi mắt của Sachi. Không, con không chịu, con không thèm cái tay như thế này đâu. Nước mắt cũng tràn ra từ đôi mắt của mẹ. Tối hôm đó, khi bước ra khỏi bồn tắm, Sachi nhận ra bộ dạng của mình trong gương. Bàn tay nhỏ, tròn và không có ngón nào. Bàn tay trong gương nhìn cứ như là của một người khác. Sachi không thể làm mẹ, mẹ mà không có tay thì lạ lắm. Nếu đúng như vậy thì làm thế nào nhỉ? Nếu đúng là vậy thì làm thế nào đây? Nằm trong chăn, Sachi cứ suy nghĩ và trằn trọc mãi. Ngày hôm sau, Sachi không đến trường. Suốt cả ngày, Sachi chơi ngoài vườn với con gấu bông mà em thích. Mẹ lo lắng và hỏi han, nhưng Sachi chỉ trả lời: "Mẹ cứ để mặc con." Khi trời sẩm tối, cô Keiko có ghé đến thăm, nhưng Sachi cũng chỉ nói: "Cô cứ mặc em." Đã mấy ngày rồi Sachi không đến trường. Khi cô bạn thân Michiko ghé sang chơi, Sachi cũng vui lên một chút, nhưng sau đó lại buồn rầu trở lại. Rồi cũng đến ngày mẹ sinh em bé. Sachi theo bố đến bệnh viện. Trong chiếc nôi, em bé ngủ ngon lành. Sachi vuốt nhẹ lên má em bé. Em bé giật mình ngo ngoe đôi bàn tay xinh xắn. Bố cười và bảo: "Em con đấy, hãy thương em thật nhiều nhé. Sachi đã thành chị rồi đấy nhé." Mẹ cũng nói trong hạnh phúc. Trên đường trở về nhà, Sachi và bố vừa đi vừa nắm tay nhau. Cả bầu trời và cả thành phố đều nhuộm một màu hoàng hôn dịu dịu. Sachi đột nhiên hỏi: "Bố này, con có thể làm mẹ được không?" Bố bất ngờ cúi nhìn Sachi. "Con không có ngón tay thì có làm mẹ được không bố?" "Ồ, hóa ra là con vẫn lo lắng về mấy chuyện đó à." "Không những làm được mà Sachi còn có thể trở thành một người mẹ tuyệt vời nữa, một người mẹ không chịu thua bất cứ ai." Bố lắc mạnh bàn tay của Sachi và nói như vậy. Hơn nữa, khi nắm tay Sachi đi thế này, bố thấy có một sức mạnh kỳ lạ từ bàn tay con truyền sang người bố. Bàn tay con cứ như là một bàn tay kỳ diệu ấy. Ngày hôm sau, đã có một việc làm Sachi bất ngờ. Sachi đang chơi với chú gấu bông như mọi khi thì bỗng nhận ra thằng Akira nghịch ngợm đã đứng ngay bên cạnh từ bao giờ. Akira có vẻ ngại ngùng, gạn hỏi Sachi bằng một giọng lý nhí. "Sachi, con giận tớ à?" Akira quá khác so với mọi khi nên Sachi ngây người ra không biết nói gì. "Cái này tặng Sachi đấy." Akira dúi vào tay Sachi một gói giấy nhỏ rồi chạy vụt đi. Mở gói giấy ra, Sachi thấy bên trong có một viên sô cô la hình trái tim. Một lúc sau, cô Keiko ghé đến, giọng cô đầy vẻ phấn khích. "Cô nghe nói Sachi thành chị rồi á, chúc mừng em nhé. Thêm nữa, tổ hoa cánh bướm định tập kịch cho lễ Tanabata đấy. Sachi có thể đóng vai chức nữ được không? Cô rất vui nếu em nhận lời đấy." Tối hôm đó, đang ngâm mình trong bồn tắm, mẹ vẫn đang ở trong bệnh viện, nhưng chắc sẽ sớm cùng về với em bé thôi. Sachi nằm trong chăn, nhớ lại khuôn mặt của Akira hồi trưa và thấy là lạ. Sachi nghĩ, ngày mai mình sẽ lại đến trường, mình sẽ vẽ tranh, tập kịch, Ngưu Lang chức nữ với các bạn. À, mình còn muốn chơi khung leo trèo, trèo lên đỉnh cao nhất rồi vẫy tay giành chiến thắng. Lúc đó khuôn mặt Akira sẽ thế nào nhỉ?
Khi bố tắm xong và ghé vào phòng của Sachi thì em đã ngủ say với hơi thở nhẹ nhàng. Sachi, đừng có trượt. Sachi, coi chừng ngã đấy. Không sao đâu, bàn tay của Sachi là bàn tay kỳ diệu mà.